quay. Chúng ta cùng đến với không gian văn hóa nhóm nữ Tây Thái. Giới thiệu với các bạn rằng là nhóm ngôn ngữ Tây Thái thì gồm có 8 dân tộc đấy ạ. Đó là Tày, Thái, Nùng, Lào, Lự, Giấy, Bố Y và dân tộc Sán Chay. Phần lớn các dân tộc này thì các bạn thấy là họ sinh sống tại các tỉnh Đông Bắc và Tây Bắc Việt Nam. Không gian đầu tiên để giới thiệu với các bạn đó chính là chân dung các thiếu nữ các tộc người trong nhóm ngôn ngữ Tày Thái. Bảo ơi, chụp cho cô cái bảng này với. Chụp cẩn thận nhá. Vâng, và nhìn vào các bức chân dung các thiếu nữ các tộc người trong nhóm ngôn ngữ Tày Thái ở đây thì các bạn thấy rằng là mỗi một dân tộc họ lại có một trang phục riêng. Và trên mỗi bộ trang phục thì có cách trang trí hoa văn riêng thể hiện bản sắc văn hóa tộc người. Và điều này nó phản ánh nghề trồng bông dệt vải của nhóm ngôn ngữ Tày Thái rất phát triển. Các cô gái trong nhóm ngôn ngữ này thì rất là khéo léo đảm đang. Và những bộ trang phục truyền thống này cùng với ngôn ngữ chính là dấu hiệu quan trọng thứ hai để các bạn có thể nhận diện phân biệt các dân tộc. Chụp hết cái bản thông tin để cẩn thận đi cô. Chụp cái nét là tốt. Chụp cả ảnh người nhá. Chụp thẳng ảnh người nhá. Alo. Không đọc được chữ đâu cô. Vẫn đọc được dù bác. Có khi vào cái này còn dễ xem hơn. Và trên những thửa ruộng bậc thang này các bạn thấy là có một công cụ canh tác nông nghiệp vô cùng đặc trưng của vùng thung lũng phía Bắc, đó chính là những chiếc cọn nước với hình dáng giống như một bánh xe khổng lồ cần đấm từng vòng quay để đưa nước từ sông suối lên hệ thống mương máng và mang nước về cho ruộng bậc cao. Đây là một sáng tạo rất lớn của bà trong canh tác nông nghiệp và cũng là nét đẹp rất là riêng của bà con cư dân Tày Thái. Một cái hồ dễ để làm quà tặng cho nhà chồng, không phải để cô dâu để xin mời các bạn chúng ta cùng tìm hiểu về kiến trúc ngôi nhà sàn người Thái. Xin mời các bạn chúng ta cùng di chuyển về đây. Ở đây bảo tàng chúng tôi có giới thiệu với các bạn mô hình ngôi nhà sàn người Thái. Các bạn thấy rằng là ngôi nhà sàn người Thái thì bao giờ cũng có hai cầu thang lên xuống. Một phía trước là dành cho nam, có 7 bậc ứng với 7 vía người đàn ông và một phía sau là dành cho nữ bậc. Có 9 bậc của người chính biến người phụ nữ. Tuy nhiên thì có một cái nét kiến trúc độc đáo trong ngôi nhà sàn người Thái mà tôi muốn giới thiệu với các bạn, đó chính là cái phần mái thì bao giờ cũng có hình dáng khung khung hình mai rùa. Và các bạn để ý thấy hai bên phần mái đấy ạ, và bao giờ đồng bào cũng trang trí những dạng khao cút. Khao cút được làm bằng gỗ hoặc bằng tre có hình dấu nhân. Và khao cút này không chỉ là vật để giữ cho phần mái được chắc chắn mà còn là thông tin ngầm định để cho chúng ta biết được rằng đây là gia đình quyền quý hay gia đình thường dân. Và các bạn có thể quan sát phía trên cao kia và cả chúng tôi trang trí một số các cặp khao cút đấy ạ. Với những gia đình nào mà trang trí những cặp khao cút hoa văn hình chùm, hình sừng trâu, tức là có hoa văn trang trí thì đó là gia đình quý tộc, giàu có người làm quan. Còn nếu như khao cút chỉ là hai thanh tre vắt chéo đơn giản thì đó là gia đình thường dân. Và bên cạnh những cặp khao cút thì các bạn còn nhìn thấy cây cột được đánh số 11 đấy ạ. Và cây cột này có tên gọi là cây cột cái. Và cây cột này có ý nghĩa rất lớn trong ngôi nhà của đồng bào. Đồng bào quan niệm rằng là cây cột là mang yếu tố dương, còn chiếc sọt và mu rùa ở trên đỉnh cột thì mang yếu tố âm. Và đồng bào quan niệm rằng cây cột cái này nó thể hiện ý nghĩa hài hòa âm dương, với một niềm tin rằng ở đâu có sự hài hòa âm dương thì mọi việc sẽ được thuận lợi, con người sẽ luôn gặp nhiều
may mắn là có niệm kiều bào. Còn bên cạnh đây thì đó là ngôi nhà sàn người Tày. Các bạn thì cũng không xa lạ rồi với kiến trúc ngôi nhà sàn Tày đúng không ạ? Và ta chúng tôi cũng muốn giới thiệu hai cái mô hình ngôi nhà để có thể khách tham quan có cái sự phân biệt giữa mô hình ngôi nhà sàn của người Tày đại diện cho các dân tộc sinh sống ở vùng Đông Bắc và ngôi nhà sàn người Thái đại diện cho các dân tộc vùng Tây Bắc. Còn phía bên trong thì bảo tàng chúng tôi thể hiện hình ảnh cô gái dân tộc Tày trong bộ trang phục truyền thống đang quay xa rời sợ góc bếp để thể hiện cảnh gia đình sinh hoạt trong ngôi nhà sàn người Tày. Các bạn có thể thấy rằng là nét độc đáo trong bộ trang phục giản dị người Tày đó chính là không có hoa văn và một màu sắc duy nhất thôi, đó chính là màu trà. Và bộ trang phục này cũng tạo cho các thiếu nữ dân tộc Tày rất đẹp, rất riêng. Và khi đến với lễ hội thì chỉ cần trang trí thêm kiềng mặc dáng ở cổ và đôi xà tích ở cả váy tạo nên một nét đẹp rất là nổi bật. Các bạn, một số nghề thủ công truyền thống của người Tày Thái tại đặc trưng đó là nghề gốm của người Thái và nghề rèn của người Nam An theo bảng. Các bạn có thể thấy rằng là nghề gốm của người Thái thì nếu mà để so sánh thì cũng không đạt được cái trình độ như người Kinh, nhưng mà tuy nhiên thì một số sản phẩm gốm của đồng bào cũng phục vụ cho cuộc sống, cho sinh hoạt hàng ngày của đồng bào, cũng là đồ gia dụng và một số đồ trang trí nữa. Còn nghề rèn của người Đông An thì rất là nổi tiếng bởi vì chất lượng của sản phẩm rèn thì rất là cao, đặc biệt là những loại dao về người Đông An ấy, thì được thị trường rất là ưa dùng, vừa bền sắc. Và trong những ngày hội lớn thì bảo tàng chúng tôi cũng có mời những nghệ nhân của người Đông An xuống để trình diễn rèn, sản phẩm rèn của người Đông An và có một số sản phẩm của đồng bào mang xuống để giới thiệu với du khách. Không gian này giới thiệu với các bạn một số cái công cụ của lao động sản xuất của cư dân vùng Vũ Dũng với chiếc gọng nước công suất lớn, chiếc thuyền đôi én để đồng bào đi lại cho sông nước và một số các công cụ để đánh bắt cá. Thì bên trong là một số chiếc cày vừa và sử dụng trong các thứ. Đối với cư dân vùng Vũ Dũng thì các bạn thấy rằng là cái tác giả của nương và phụ nước ạ. Và ở đây thì chúng ta nhìn thấy cái công cụ vận chuyển của đồng bào vùng Trung Dũng, đó chính là cái đôi dợn lánh này ạ. Đây là để chúng ta phân biệt với vùng đồng bằng, là sự thích ứng của con người đối với địa phương. Không biết là trên cùng các bạn thì có kén lỏng đấy, người ta giã xong bắt đầu người ta đập đây này. Không, người ta gặt xong người ta cầm cái khung đập, người ta đập. Đập nhưng mà nếu mà không người ta có giã để cho nó gõ vỗ và có cái vùng nó sẽ vỗ nó như kiểu là nó chỉ dùng cái gì nhỉ? Cầm cả bó đập. Không, cả bó nhưng mà cái ống que, cái ống tre đập. Nó đập không, nó rỗ không, đập cũng vàng. Nó tạo như một âm nhạc ấy, vâng. Như người Thái cũng giống. Người Thái, người Mường. Cánh lỏng. Người Tày, người Thái, người Tày làm thế kích. Nếu mà chị xem cái múa của người đồng bào Tuyên Quang ấy, vâng. Thì là người ta múa, người ta vác cả cái thùng ra đây. Và người ta có cái gậy dài ấy, để người ta giã. Và nếu mà nghe thì cũng thành như âm nhạc. Vâng. Đấy. Như ở Thái Nguyên là có người sáng chay đấy. Có. Thì họ sẽ vỗ như này và họ sẽ cả giã nữa, họ đập, họ nhiều, họ đập ấy, họ đập vào hai cái thành để cho nó cũng rỗ ra cho nhanh, như thế nó trợ lực hơn là làm như này. Và tiếp theo thì xin mời các bạn chúng ta cùng đến với không gian lễ hội. Ở đây thì bảo tàng chúng tôi giới thiệu với các bạn lễ hội được coi là quan trọng nhất trong năm của cư dân Kim Lũng, đó chính là lễ hội Đầm Tầm. Lễ hội này thì với các bạn thì cũng không lạ gì rồi đúng không ạ? Vâng. Và trong lễ hội này thì bảo tàng cũng muốn tập trung giới
giới thiệu với du khách một cái trò chơi dân gian tiêu biểu trong lễ hội Lồng Tồng, đó chính là trò chơi tung còn ném còn. Các bạn thì không xa lạ gì nhưng không biết là các bạn có biết ý nghĩa về trò chơi này không? Còn. Vâng, thì các bạn có thể giới thiệu cho tôi những học hỏi lên được không? Đây chỉ là biểu tượng thôi. Thật ra mỗi lễ hội thì nó gắn với cái lễ phồn thực và nó sẽ một cái mong muốn về một cái mùa màng bội thu, và nếu như mà ném được qua cái này thì người ta sẽ kỳ vọng một năm mùa màng tươi tốt. Thế nếu mà không qua được là có những lúc là phải dùng những cái thủ thuật khác để làm cho nó thủng. Nhưng mà người ta cũng không tin, người ta cũng lo lắng về một mùa màng năm đó không được như mong muốn, không thuận lợi. Cái đấy thì là cái rất nhiều phong tục, các tục nhất là đầu năm. Người Tài cũng có những năm mà ở trên Hóa là... Viện Định Hóa thôi ạ. Đây là một trong những loại hình nghệ thuật cần cả được bảo tồn. Định Hóa tỉnh Thái Nguyên. Đúng ạ. Đây là sân khấu ạ, nha các bạn nhé. Thẩm rộc. Còn đây là các nhân vật múa rối. Và các tiết mục múa rối này thì thường biểu diễn trong lễ hội Lồng Tồng đấy. Với các tiết mục là thể hiện ước mong của người dân về cuộc sống vượt thời Tào thì mo trong các nghi lễ. Đây là nghi thức của thầy Then này. Thầy Then này. Đây là Then này. Thầy Tào, đồ của thầy Tào. Đây đồ thầy Tào này. Đây là đồ thầy Tào này. Bạc Then này trong các nghi lễ như cầu yên giải hạn. Đây là ngày xưa thì khi mà cái y tế thôn bản chưa được phát triển thì người ta khi mà ốm đau là thường nhờ bạc Then cúng để ốm. Cái này chỉ để cái bách thú nhỉ, không có bách hoa nhỉ? Vâng. Đây này đang lại không phải có bách hoa đây, chỉ có bách thú thôi. Bách hoa là cái cây. Cây hoa đấy. Cái này là chỉ bách thú thôi. Chỉ bách thú thôi. Chưa đầy. Với không gian trong bài có hạn thì em chỉ có mang tính giới thiệu, không thể đầy đủ cho một cái nghi lễ khác. Đây là của người sán chay, bộ thầy cúng của người sán chay. Áo người, một số đồ giống. Có giống của đồ nhà Dao không? Có một số thứ giống là cái mũ này. Cái áo cũng giống áo nhưng mà ở hoa bạn giống. Thực ra bây giờ ấy thì cái đồ thầy cúng họ đồng bộ nhau lắm, họ mua sẵn và do một số người cung cấp về các đồ dùng nghi lễ tín ngưỡng và họ làm, cho nên rất là nhiều cái chi tiết giống nhau. Đây là bộ tranh thờ của người dân tộc gì đây chị? Đây là người Nùng. Bộ tranh Tam Thanh của dân tộc Nùng. Tam Thanh. Bên trên là Tam Thanh, bên dưới là Tứ Đại Nguyên Sư. Bên trên là Tam Thanh, Tứ Đại Nguyên Sư. Tam Thanh. Vâng. Anh là Tam Diệu có. Sao dùng không phải là lại nhưng mà hình khác sẽ khác nhau đúng không? Giống nhưng mà cũng tùy. Của người Đao Lan, Lan ở nhưng mà cái quan dưới này trên là của người Nùng Cao Bằng. Tam Thanh là Cao Bằng. Thờ Tam Thanh này nghe là của dân tộc Nùng. Tam Thanh ngay của Cao Lan vào cũng thấy mà. Trong cái đề tài nghiên cứu của Huyền ấy. Đây là một số các nhạc cụ truyền thống của nhóm người Thái, có đàn tính của người Thái và người Tây. Có khi thấy mình ở đây nhỉ? Cô giáo sẽ biết hát đàn tính. Mới chắc à? Người Thái thì nổi tiếng với những chiếc kèn bè. Bây giờ mà đây có một nhạc cụ rất là độc đáo, đó chính là trống tam sành người sáng chay. Có lời mà có người đàn cho em sẽ hát được. Thế nhưng mà bây giờ mình có thuộc lời đúng không thuộc? Có ba văn bản cái ngữ điệu và cái nhịp là mình theo được. Cái bắt vần quy luật của câu từ là mình làm được. Nhưng mà mình không thuộc lời, mình không thuộc tiếng. Mình không thuộc lời và không thuộc nhạc, cho nên là bây giờ chỉ cần có người đánh đàn mình hát theo, có văn bản thì mình hát theo được, phải hát cùng được.
Cái đấy là cái gì đấy hả cô anh? Cái tay con cầm là gì ấy? Đưa bác xem nào. Cho bác nhá. Cái đấy nào? Cho cô nhá. Mua tặng ai? Mua tặng ai? Thôi mày dùng cố dùng cũng thế. Hả? Không cho. Không cho. Không cho. Mua tặng ai? Em dùng chứ em tặng ai đâu. Tâm thấy đứa nào có cái này thì mày đừng cãi nhá. Người ta sản xuất đây là tặng cái không nhìn thấy ai cả. Không, Tuyên Quang chỉ có một cái thôi. Cái gì? Cái này, cái lượng này bảo cho cô nó mua cho. Hải sao? Biết rồi nhưng mà nó bảo nó cho cô nó.